Tiền có quan trọng không? Theo bạn thì cuộc sống này quan trọng với cái gì? Doanh nhân kiến quốc trước, tận tâm tạo nên đẳng cấp. Theo My thì tiền rất là quan trọng. Và tiền thì ai cũng cần hết. Sống không có tiền thì không thể nào sống tử tế được. Không có tiền thì không làm những điều mình muốn được. Sống không đúng nghĩa như một con người được, đúng không nào? Nhưng mà khi mà mình đã vượt qua cái ngưỡng đủ sống đó rồi thì mình hướng thêm nhiều thứ khác trong cuộc đời nữa, chứ đâu có phải là tiền không đâu. Cho nên là giống như là bản thân của My đi, từ khi mà My biết đến người thầy của mình và My học từ người thầy của mình thì cái năng lực của My cần phải trang bị đó là gì? Kiến thức, tư duy và trí tuệ. Và tự trang bị cho mình những cái năng lực và mình miễn nhiễm với những cuộc sống không tuyệt vời, những cái điều không tích cực và bớt đi những cái thứ không cần thiết. My không so mình với người khác, mình A, C, B gì đó, đúng không nào? Tại vì sao mình phải hơn kém với người khác? Nếu như mà bản thân của bạn tự ti là bạn đang hơn kém với người khác đó. Còn nếu như mà bản thân của bạn tự tin thì mình không cần phải hơn kém với người khác. So bị với một ai đó thì bạn mất đi cái sự tự tin bên trong của chính mình. Bây giờ là bạn nói rằng là tôi tự tin với những thứ tôi có và tôi phát triển hơn nữa. Những cái thứ đó trong tương lai của mình tôi sẽ phát triển hơn nữa. Cái gì tôi chưa có thì tôi làm tất cả mọi thứ để cho tôi có. Ủa, tôi ráng được mà, tôi làm được mà, tôi cố gắng được mà, tôi nỗ lực được mà, tôi tập trung được mà. Cái con người của mình có khả năng thay đổi hiện tại trong cuộc sống của mình. Cho nên hãy thay đổi cái hiện tại của mình các bạn nhé, để mà có một cuộc sống tuyệt vời hơn trong tương lai nha. Ai, chán ghê bạn. Làm gì tháng 50 triệu rồi cũng hết bà ơi, 100 triệu rồi cũng hết bà ơi. Có một tháng nha, tôi làm được 250 triệu. Nhưng mà cũng hết tiền, không giữ được tiền. Không biết là làm sao mà để trong cái xu thế hiện nay á, kiếm được nhiều tiền. Có công việc nào mà giúp cho tôi kiếm được nhiều tiền không? Ở trong xã hội bây giờ nè, kiếm tiền một chuyện rồi mà bà chỉ cho tôi cách làm sao mà tôi giữ được tiền nữa. Chứ tôi giữ không được tiền. Ê, biết không? Tiết lộ tôi hết. Tiết lộ một xíu biết tiếp đấy nha. Doanh nhân kiến quốc trước, tận tâm tạo nên đẳng cấp. Không biết cách làm như thế nào đúng không? Ok, cách mà để giúp cho bạn kiếm được nhiều tiền và giúp cho bạn gia tăng cái thu nhập của mình á, thì thông qua một con đường. Đó là con đường gì biết không? Con đường kinh doanh. Bạn thử quan sát đi. Tất cả những người giàu á, giống như là bác Vũ, bác Vượng, họ đều đi kinh doanh hết, đúng không? Hay là ví dụ như hiện tại bây giờ là ca sĩ nè, diễn viên nè, những người nổi tiếng nè, họ đều đi kinh doanh hết rồi. Rồi như là cầu thủ bóng đá, họ cũng đi kinh doanh luôn. Phi thương thì bất phú. Chỉ có kinh doanh thì mới giúp cho bạn giàu và kiếm được nhiều tiền thôi bạn ạ. Đã có rất là nhiều người ở ngoài kia họ thành công lên nhờ cái công việc kinh doanh, đúng không nào? Nhưng mà My thấy á, hiện tại nha, ở trong cuộc sống á, thì có nhiều người hỏi My như thế này. Là bây giờ là đi làm những cái ngành nghề nó không có ok, ví dụ như là đi chơi cờ bạc, rồi là đi đá gà thì giàu nhanh lắm. Thì cho My hỏi nè, vậy thì có bao nhiêu người thành công lên nhờ cái việc là đánh cờ bạc? My nói thiệt á, trừ chủ sòng bạc ra thôi. Mà những người này á, bạn không biết á, chứ họ cũng đang kinh doanh mà. Và con đường giúp cho bạn thành công và trở nên giàu có, nó không có đến từ việc bạn đánh bạc hay là bạn chơi đá gà hay là bạn chơi lô đề này kia đâu. Cho My hỏi nè, bao nhiêu người ở ngoài kia họ giàu lên nhờ cái công việc họ đi kinh doanh? Rất là nhiều, đúng không? Cả 100.000 người, cả 2.000 người luôn mà. Cho nên nó là con đường duy nhất để giúp cho bạn kiếm được nhiều tiền, dễ dàng nhất, giúp cho bạn thành công nhanh nhất, chỉ có kinh doanh thôi. Nhưng mà có nhiều người á, hoặc là bản thân của My ngày xưa cũng vậy nha, My rất là sợ, My sợ đi kinh doanh, My sợ kinh doanh mất tiền, My sợ kinh doanh phá sản. Rồi là có những người họ sợ kinh doanh là họ vỡ nợ nữa. Họ sợ đi ra kinh doanh là họ không biết bán hàng. Rồi là gì? Trời, tôi không biết marketing, tôi không biết làm video, tôi không biết quảng bá thương hiệu. Đúng rồi đó, cái gì mình không biết là mình sợ à? Con người của chúng ta có một thứ, đó là sợ những cái gì mà chúng ta không biết. Rồi bây giờ đơn giản thôi, từ trước giờ họ đã học đâu mà họ biết, từ trước giờ là họ đã kinh doanh đâu mà họ biết, đúng không? Cho nên là họ sợ, đó là điều đương nhiên à. Cho nên á, khi mà chúng ta bước ra, chúng ta đi kinh doanh, chúng ta gặp cái gì chúng ta cũng sợ hết. Gặp cái gì là mình cũng sợ khó khăn hết, rồi gặp cái gì là mình thấy nó cũng khó khăn hết trơn à. Nhưng mà bây giờ cho My hỏi bạn nè, có ai mới sinh ra trên cuộc đời này mà mình biết kinh doanh không? Rồi là có ai mới sinh ra trên cuộc đời này là bạn biết bán hàng không? Rồi là có ai mới sinh ra trên cuộc đời này bước ra cái là biết đi kêu gọi vốn đầu tư hay là biết cách giao tiếp hay không? Có biết marketing hay không? Không. Và những người đó, những người mà bán hàng được á, họ biết marketing giỏi á, họ làm nghề sale giỏi á, thì mới nói thiệt á, họ đều phải học hết. Và My cũng vậy. Không có ai mới sinh ra trên cuộc đời này mà biết hết tất cả đâu bạn ạ. Họ học tập, họ rèn luyện, họ phát triển. Bản thân của My cũng vậy. Học tập, rèn luyện, phát triển và ứng dụng đi, ứng dụng lại một bộ công thức để mà giúp cho mình thành công trong cái công thức đó. Cho nên là họ mới có được cái sự thành công trong công việc kinh doanh của họ. Chứ không phải là kinh doanh nó khó. Kinh doanh nó rất là đơn giản.
Bây giờ My ví dụ cho bạn một cái ví dụ đơn giản thôi, để cho bạn dễ hình dung nha. Bây giờ nha, bạn đi lái một chiếc ô tô đi ha. Bạn đi học lái ô tô đi. Và bây giờ nè, mình không có biết lái, xong cái mình leo lên chiếc xe đó, mình lái quỳnh phát. Bạn tự có câu trả lời, bạn có an toàn không? Chắc chắn là không rồi. Nhưng mà bây giờ nha, bạn bước ra, có một người thầy chỉ cho bạn cách lái xe nè, chỉ cho bạn cách đạp chân số nè, rồi chỉ cho bạn cách là đạp chân ga nè, đúng không? Thì nó rất là dễ, bạn sẽ lái được. Kinh doanh nó cũng giống vậy đó. Bây giờ bạn có một người thầy hỗ trợ cho bạn trong cái việc là bạn không biết chăm sóc khách hàng sao, họ hỗ trợ cho bạn kiến thức để bạn chăm sóc khách hàng. Họ hỗ trợ cho việc là bạn không biết chốt đơn sao, họ hỗ trợ cho bạn kiến thức để bạn biết chốt đơn. Rồi là bạn không biết marketing thì họ sẽ hỗ trợ cho bạn để mà bạn học, để mà bạn biết cách marketing. Rồi khi mà mình biết làm rồi thì chắc chắn là mình sẽ làm giỏi à. Như My cũng vậy, ngày xưa My đâu có biết quảng bá thương hiệu là gì đâu, có biết chăm sóc khách hàng là gì đâu, rồi có biết kỹ năng giao tiếp là gì đâu, có biết bán hàng là gì đâu, có biết marketing là gì đâu. Có cái là My sợ cái gì là My học cái đó. Sợ kinh doanh đúng không? Bước ra học kinh doanh. Sợ bán hàng đúng không? Bước ra học bán hàng. Sợ marketing đúng không? Nhào vô học luôn. Đơn giản vậy thôi à. Và hiện tại á, trong doanh nhân kiếm quốc rút thì người thầy của My có viết ra một tác phẩm để mà hỗ trợ giúp cho bạn ứng dụng những cái công thức áp dụng vào trong công việc kinh doanh của mình, để mà làm sao để mà bạn tìm kiếm được khách hàng tiềm năng nè, rồi làm sao bạn giữ chân được khách hàng nè, rồi làm sao mà để khách hàng yêu quý bạn và tin tưởng bạn. Vậy thì bạn có sẵn sàng mua nó hay không? Nếu muốn thì bạn hãy bấm vào giỏ hàng ngay bây giờ. Bí kíp gia tăng dòng tiền trong vòng 30 ngày. Doanh nhân kiến quốc trước, tận tâm tạo nên đẳng cấp. Cuộc đời này thì bạn có thể đánh mất tất cả, đánh mất mọi thứ, nhưng mà ba thứ không ai có thể lấy đi được của bạn. Thứ nhất đó là thức ăn đi sâu vào trong dạ dày, và thứ hai là ước mơ khát vọng của bạn nằm sâu trong trái tim của bạn. Thứ ba đó là kiến thức đã ăn sâu vào trong não bộ của mình. Và nếu như bây giờ bạn lay hoay không biết bắt đầu như thế nào và phải làm như thế nào, thì đây là cuốn sách ứng dụng kiến tạo cuộc đời thịnh vượng để giúp cho bạn gia tăng dòng tiền trong vòng 30 ngày. Đầu tiên thì các bạn cần phải hiểu được rằng là biết chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình nhé. Không than phiền, không oán trách, không đổ lỗi về cuộc đời, về người khác, về mọi thứ xung quanh của bạn nhé. Nếu như mà bạn như vậy á, thì có nghĩa là bạn đang giao phó cuộc đời của mình vào tay những người khác. Cho nên là bạn hãy chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình trước cái đã các bạn nhé. Và thứ hai là các bạn cần phải hiểu được rằng mọi thứ trên cuộc đời này đều là sự lựa chọn và quyết định ở chính bản thân của bạn hết. Hãy quan sát đi, có phải là từ trước đến giờ nè, tất cả mọi thứ đều là do bạn lựa chọn và quyết định hay không? Công việc hiện tại, cuộc sống hiện tại, người vợ hiện tại, người chồng hiện tại, có phải rằng trong quá khứ bạn đã lựa chọn như vậy hay không? Là do trong quá khứ của mình đã lựa chọn nó hết. Vậy thì câu hỏi đặt ra nè, phải làm sao để mà chúng ta thay đổi được tương lai của mình? Vậy ngay lúc này, ngay bây giờ, ngay tại thời điểm này nè, bạn hãy lựa chọn và ra quyết định lại cho cuộc đời mình nhé, những cái điều mà bạn mong muốn. Nếu như bạn mong muốn có một điều gì đó thần kỳ hay là một phép màu nào đó xảy ra với cuộc sống của bạn, thì bạn phải là người đón nhận và ra quyết định lại để giúp cho nó xảy ra trong cuộc sống của mình nhé. Và bạn có biết là lý do tại sao cuộc sống của bạn từ trước đến giờ chưa được thuận lợi không ạ? Là tại vì từ trước giờ bạn chưa có yêu cầu cho cuộc đời của mình, bạn chưa có đưa ra cái lựa chọn cho mình mong muốn. Bạn cứ bị cuốn theo cuộc sống, cuốn theo cuộc đời và để cho người khác lựa chọn, quyết định cái kết quả của mình luôn. Vậy thì tại sao các bạn không lựa chọn đi xây dựng ước mơ cho đời mình mà bạn lại đi xây dựng ước mơ cho người khác? Nên là ngay từ lúc này trở về sau nhé, bạn hãy tập trung thay đổi bản thân của mình nè, tập trung phát triển bản thân của mình nè, để mà xây dựng ước mơ cho chính cuộc đời của mình bạn nhé, bằng cách là tập trung và biết chịu trách nhiệm, lựa chọn, ra quyết định lại cho cuộc sống của bạn nhé. Và bạn nào thật sự khao khát thay đổi cuộc sống của mình, thay đổi kết quả tài chính của mình trong vòng 30 ngày, cải thiện mối quan hệ của bạn, nâng tầm giá trị bản thân của bạn để mà có một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn, thì sở hữu ngay cuốn sách này nhé. Follow Me, người thay đổi cuộc đời của bạn.